tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một biến lớn thứ hai ở trong câu chuyện, đó chính là nội dung. Và ở trong nội dung chúng ta sẽ có ba biến nhỏ, đó là nhân vật, mâu thuẫn và giải pháp. Vậy thì cùng tìm hiểu biến đầu tiên, nhân vật trong câu chuyện là gì và làm thế nào để có thể xác định được nhân vật chính? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây thôi. Tuyến nhân vật trong câu chuyện là sự kết hợp giữa khán giả với thương hiệu và người kể chuyện. Khán giả ở đây bạn có thể hiểu là khách hàng hoặc đối tượng mục tiêu. Lưu ý rằng nhân vật trong câu chuyện có thể là người, cũng có thể được sáng tạo hóa thành đồ vật, thường sẽ là sản phẩm. Bạn có thể lựa chọn nhân vật chính bằng một số cách sau đây. Bạn có thể bắt chước một số thương hiệu lớn, họ đã làm và có những hiệu quả bất ngờ. Ví dụ như bạn mới làm PR với mục đích xây dựng thương hiệu thì nhân vật chính của bạn sẽ có sự xuất hiện của thương hiệu. Ngoài ra, bạn muốn làm PR để xây dựng thương hiệu cá nhân thì nhân vật chính sẽ thường là bạn hay chính là người kể chuyện. Nếu bạn muốn làm content, đối với content sẽ có hai loại. Một là câu chuyện dành cho khách hàng và hai là câu chuyện thương hiệu. Đối với câu chuyện dành cho khách hàng thì nhân vật chính của bạn nhất định phải có sự xuất hiện của khách hàng. Còn nếu đối với câu chuyện thương hiệu thì nhân vật chính của bạn sẽ phải có những người thành lập lên doanh nghiệp của mình. Và ngoài ra, khi bạn làm quảng cáo thì nhân vật chính sẽ phải có sự xuất hiện của khách hàng. Những yếu tố khá quan trọng của câu chuyện mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là mâu thuẫn. Nếu như bạn dùng để làm kịch bản quảng cáo thì mâu thuẫn là một điều rất quan trọng, bởi vì nó có thể làm tăng kịch tính, làm tăng sự kết nối giữa khán giả với câu chuyện của bạn lên rất nhiều lần. Và tuy nhiên thì nếu mà bạn dùng làm content hoặc viết PR, viết status thôi chẳng hạn, thì vấn đề mâu thuẫn bạn không cần phải quá quan trọng hóa nó, mà bạn chỉ cần làm nó nhẹ nhàng hơn một chút là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Vậy thì mâu thuẫn ở trong câu chuyện là gì? Có những loại mâu thuẫn nào? Thì chúng ta sẽ cùng trả lời ngay sau đây. Thứ nhất, mâu thuẫn trong câu chuyện có thể hiểu đó là những thử thách, những vấn đề mà nhân vật chính gặp phải. Thường thì nó sẽ mang một cảm xúc tiêu cực. Trong câu chuyện thì sẽ thường có 3 loại mâu thuẫn chính. Mâu thuẫn thứ nhất chính là mâu thuẫn nội tại, tức là ở bản thân của nhân vật chính sẽ bị mâu thuẫn. Ví dụ như mâu thuẫn trong suy nghĩ, mâu thuẫn đặc biệt là mâu thuẫn trong suy nghĩ và mâu thuẫn trong hành động. Ngoài ra, mâu thuẫn thứ hai ở trong câu chuyện chúng ta vẫn thấy đó chính là mâu thuẫn của nhân vật đối với cộng đồng. Ví dụ như là ở trong một câu chuyện có một đứa bé và hay bị các bạn bè bắt nạt, thì đây cũng có thể hiểu là một mâu thuẫn giữa nhân vật với cộng đồng. Và mâu thuẫn cuối cùng ở trong câu chuyện mà chúng ta thường thấy đó là mâu thuẫn giữa các nhân vật chính với nhau. Thường thì chúng ta sẽ hay gặp kiểu mâu thuẫn này ở trong câu chuyện của gia đình, ví dụ như mâu thuẫn giữa bố và con, hoặc là mâu thuẫn giữa bố mẹ. Và nếu chúng ta có thể thấy trong những câu chuyện tình yêu thì đó là mâu thuẫn giữa hai người. Chúng ta có thể theo dõi một ví dụ. Mâu thuẫn có thể là những vấn đề lớn mà khách hàng hoặc người tiêu dùng gặp phải khi không có sản phẩm, không có giải pháp, từ đó khiến họ trở nên sợ hãi, không an toàn và lo lắng. Ví dụ như sản phẩm của bạn là sữa cho trẻ em. Mâu thuẫn trong câu chuyện có thể là vì không uống sữa, con bạn trở nên nhỏ bé so với bạn bè, đi học hay bị bạn bè trêu chọc. Và mâu thuẫn các bạn có thể sử dụng là: một lần tan học về, cậu bé bị các bạn chặn đánh và đòi cướp đồ chơi. Đó lại là món quà cuối cùng mà người bố đã chính tay làm cho cậu, nhưng giờ đã rời xa cậu mãi mãi. Mâu thuẫn đó đã khiến cậu bé vô cùng buồn bã, đau khổ và bất lực. Đây là mâu thuẫn thể hiện sự bất đồng của nhân vật đối với cộng đồng. Có mâu thuẫn thì sẽ có giải pháp. Giải pháp ở trong câu chuyện là gì? Có những kết thúc, có những giải pháp nào? Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Giải pháp cho câu chuyện, chúng ta cần đặt 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, phải làm như thế nào trong tình huống mâu thuẫn ấy? Câu hỏi thứ hai, câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Câu hỏi thứ ba, điều gì làm nhân vật thay đổi? Và giải pháp thường xuất hiện ở cuối câu chuyện. Ở trong kịch bản quảng cáo thì kết thúc sẽ thường có hậu, từ đó để tạo niềm tin đối với khách hàng. Và có một lưu ý, đó là không có nghĩa là mọi kết thúc đều là kết thúc có hậu, có thể sử dụng kết thúc mở. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số kết thúc ấn tượng. Kết thúc đầu tiên đó là một kết thúc rõ ràng, kết thúc có hậu, mọi câu hỏi của khán giả sẽ đều được giải đáp và làm sáng tỏ. Mâu thuẫn là nguyên nhân thì giải pháp sẽ là giải quyết được mâu thuẫn đó, tạo lên một cái kết đủ làm hài lòng khán giả. Cái kết thúc thứ hai đó là kết thúc bất ngờ, không theo suy nghĩ, dự đoán của khán giả, từ đó tạo cho họ hoảng loạn, khiến họ suy nghĩ về những giá trị nhận được để tạo ấn tượng và khiến họ nhớ lâu hơn. Loại kết thúc thứ ba đó là kết thúc vượt xa thời điểm của câu chuyện, gợi mở về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng khi sử dụng sản phẩm. Kết thúc cuối cùng đó là kết thúc tác động vào nỗi sợ, sự mất an toàn, sự tức giận của con người.